kẹp các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Simoto MV Aquista Turismo Velo 800/2009 chốt mức giá bán từ là 615 triệu đồng. MV Aquista Turismo Velo 800 Adventure 2009 đã chính thức ra mắt thị trường châu Á với mức giá rơi vào khoảng 1,9 triệu ruby, tương đương gần 615 triệu Việt Nam đồng. Đánh dấu cái sự gia nhập vào phân khúc là Adventure, MV Aquista Turismo Velo 800 2009 sẽ cạnh tranh với những mẫu như Ducati Multistrada 950 và Triumph Tiger 800 XRX 2009. MV Aquista Turismo Velo 800 2009 bước vào phân khúc Sport Adventure trên ngôn ngữ thiết kế truyền thống và mượn cái cảm hứng từ cái chiếc siêu xe F3 cùng với thiết kế ống xả trên Rutan. Xe có vị trí lái thẳng đứng với những tay lái đặt cao, bên xăng điêu khắc, ghế chì đồi và một kính chắn gió cao hơn. Cái mẫu xe này cũng nhận được một cái đèn hậu trên LED, hệ thống keo hành trình dài hơn. Về mặt thông số kỹ thuật động cơ của MV Aquista Turismo Velo 800/2009 cũng giống như các phiên bản là F3 800 và Rutan 800. Cái có động cơ lực 3 xăng thẳng hàng 798cc được cung cấp ra một cái công suất 108 lực tại vòng tua là 10.150 vòng trên phút và một cái moment xoắn là 83 m tại vòng tua là 7.100 vòng trên phút đi cùng hộp số 6 cấp, tốc độ tối đa là 230 km/h, động cơ đi cùng với một cái liên hợp chống trượt và một cái bộ xăng số nhanh cùng với kiểm soát lực kéo là 8 cấp độ. Hệ thống keo trước được thực hiện nhờ vào cái phục ngược Marucci, cái giảm sóc của nội sóc sắt ở phía sau, tích hợp rất nhiều cái điều chỉnh nén và tải trước. Hãm tốc của xe là cái đĩa 320mm kép ở phía trước với 4 bít và cái đĩa 220mm ở phía sau. Được trang bị một cái bánh xe 17 inch hợp kim, bọc trong một cái lớp ở trước là 120/70 và phía sau là 190/55. Nhà sản xuất xe tại Ý đã cung cấp 3 tùy chọn màu sắc khác nhau cho cái chiếc xe, đó chính là đỏ, xanh và xám. Tại các trường toàn cầu thì MV Aquista Turismo Velo được đánh giá và được cung cấp với 4 biến thể là Sanda, Lusso, Lucy SS và RS SCS. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và kế tiếp nhớ like, subscribe.